Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Chương trình do phòng biên tập truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai và Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sản phẩm gạo xén cù của huyện Mường Khương vốn đã nổi tiếng từ lâu. Tuy nhiên trước đây do người dân chưa chú trọng đến khâu chăm sóc theo hướng an toàn, chưa tìm được doanh nghiệp đứng ra thu mua, tiêu thụ sản phẩm nên sản phẩm này chưa có chỗ đứng ổn định trên thị trường. Trước những thách thức này, từ nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gạo xén cù an toàn, giúp nông dân hướng tới nền sản xuất hàng hóa. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập ở phần sau chương trình. Còn bây giờ là phần tin tức. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109 năm 2018 về phát triển nông nghiệp hữu cơ. Nghị quyết ra đời nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ hướng đến một nền sản xuất an toàn, chất lượng cao. Nghị định 109 đưa ra các nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ như quản lý các tài nguyên theo nguyên tắc hệ thống và sinh thái trong tầm nhìn dài hạn, không dùng các vật tư là chất hóa học tổng hợp trong tất cả các giai đoạn của chuỗi sản xuất, không sử dụng công nghệ biến đổi gen, phóng xạ và công nghệ khác có hại cho sản xuất hữu cơ. Đối xử với động vật, thực vật một cách có trách nhiệm và nâng cao sức khỏe tự nhiên của chúng. Sản phẩm hữu cơ phải được bên thứ ba chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ. Nghị định được áp dụng đối với các đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, các tổ chức cá nhân có sản xuất hay hoạt động liên quan đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Chính phủ sẽ hỗ trợ 100% kinh phí xác định vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ. Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, nước, không khí do cấp có thẩm quyền quy định. Chính phủ cũng hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ do tổ chức chứng nhận cấp và hỗ trợ đào tạo tập huấn sản xuất hữu cơ. Sau đại hội lần thứ nhất, Hội Nông sản An toàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều hoạt động kết nối thị trường, quảng bá các sản phẩm đặc hữu của tỉnh, góp phần đưa nông nghiệp đặc sản của Lào Cai ra nhiều thị trường khác nhau. Một trong nhiều hoạt động đó là mời gọi các doanh nghiệp lớn của Hà Nội, Hải Phòng gặp gỡ giới thiệu và ký kết các hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã của Lào Cai với phương châm giỏ hàng chung. Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại Gia Thành Hà Nội thống nhất với các doanh nghiệp của Lào Cai về việc cung ứng nông sản đặc sản. Đơn vị cũng tư vấn về mẫu mã, lựa chọn yếu tố khác biệt của sản phẩm Lào Cai, thống nhất lập website Lào Cai Food để quảng bá nông sản Lào Cai và niêm yết giá sản phẩm, trả chi phí thuê gian hàng giới thiệu sản phẩm tại trung tâm triển lãm nông nghiệp. Tới đây, hội sẽ xuất bản catalog giới thiệu về nông sản Lào Cai để khách hàng có điều kiện lựa chọn sản phẩm và liên kết tiêu thụ, hoàn thiện và khai thác hiệu quả khu trưng bày và bán sản phẩm của các hội viên tại chợ du lịch Sapa, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tuần lễ nhận diện nông sản tại trung tâm triển lãm nông nghiệp và tham gia hội chợ Trung Việt 2018 tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc. Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh vừa phát hiện xử lý lượng bánh trung thu và bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Cuối tháng 8 vừa qua, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lào Cai đã kiểm tra phát hiện và thu giữ tại khu vực quảng trường ga thuộc phường Phố Mới và khu vực tổ 2 đường Lê Thanh thuộc phường Bắc Cường. Lực lượng chức năng đã bắt giữ lô hàng gồm 38 thùng bia giấy có in chữ nước ngoài. Bên trong gồm 3.080 gói bánh trung thu, 1.200 gói kẹo và 120 gói chân gà hút chân không. Qua xác minh ban đầu và lời khai của chủ lô hàng thì toàn bộ lô bánh kẹo chân gà kể trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các thương lái mua về với mục đích chuyển về các tỉnh miền xuôi để bán kiếm lời. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính và tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, gạo xén cù Mường Khương được xem là loại đặc sản nổi tiếng của tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân mà trước đây, loại gạo này chủ yếu do tư thương cung ứng ra ngoài thị trường. Bắt đầu từ năm 2018 này, khi mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gạo xén cù an toàn được thực hiện, nông dân vùng trồng lúa xén cù Mường Khương đã thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Đó là sản xuất an toàn, chất lượng cao, hướng tới phát triển nông nghiệp, hàng hóa. Chuỗi gạo xén cù Mường Khương là chuỗi nông sản thứ 29 của tỉnh Lào Cai vừa được công bố. Chuỗi nông sản này được hình thành trên cơ sở của việc tổ chức thực hiện mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm gạo xén cù an toàn được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lào Cai tổ chức thực hiện tại xã Nấm Lư, huyện Mường Khương.
Trong khuôn khổ của mô hình, đơn vị đã lựa chọn được 120 hộ dân ở 3 thôn tham gia. Những cam kết giữa người dân và đơn vị thực hiện mô hình đã góp phần tạo nên những thay đổi căn bản trong tư duy sản xuất lúa đặc sản theo hướng an toàn của nông dân. Trước thì không biết, bà con không biết thì không biết phun thuốc thì lúa nó không tốt, kém phát triển thì phải phun thuốc kích thích dễ này và cái thuốc cho tốt lá này. Trước thì ngày người cấy trước cấy sau thì nó không đảm bảo chất lượng. Cả cánh đồng thôn Ngam Lâm, nông dân đều cấy lúa sánh củ. Khác với mọi năm, khi cấy lúa nông dân cơ bản phụ thuộc vào thiên nhiên, thì năm nay người dân đã biết bón lót và bón thúc sau cấy khoảng một tuần. Khi có sâu bệnh, tất cả đồng loạt phun thuốc phòng trừ cùng một thời điểm. Cùng cấy một giống, chung một quy trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại đã giúp tăng năng suất lúa sánh củ. Đây là kết quả của việc nông dân tham gia mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gạo sánh củ an toàn. Cái giống sánh củ đây đẹp lắm. Cái một ruộng đây thì được 10 năm bao thuệ. Thì bây giờ thì ruộng đây thì được 18 bao. Với 120 hộ được chọn tham gia chuỗi liên kết của 3 thôn là Ngam Lâm, Lùng Húi và Bạc Ngam, 3 tổ nhóm trồng lúa sánh củ đã được thành lập dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Lào Cai cùng lực lượng khuyến nông cơ sở. Tại mỗi tổ nhóm, nông dân đã được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phương pháp thu hoạch, bảo quản lúa sau thu hoạch. Trong quá trình sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật đề ra từ khâu làm đất, gieo mạ, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại. Đây là cơ sở để địa phương nhân rộng ra các thôn khác, hướng tới việc cả xã Nấm Lư đều cây lúa đặc sản đúng quy trình với diện tích gần 200 ha. Giá trị để bán ra thì nó cao hơn là gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần so với cái lúa khác. Đấy, thì chính vì vậy là các thôn còn lại là người ta cũng rất là muốn cấy. Các thôn là mong muốn là được tham gia rồi là tập huấn kỹ thuật để làm cái lúa sánh củ này. Tại hội nghị đánh giá mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm gạo sánh củ an toàn vừa được tổ chức tại xã Nấm Lư, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã kết nối giới thiệu một số doanh nghiệp tham gia thu mua toàn bộ sản lượng lúa của nông dân. Theo đó, nông dân có thể bán thóc tươi cho doanh nghiệp với mức giá là 12.000 đồng mỗi kg. Khi bán thóc tươi, nông dân sẽ đỡ tốn công phơi. Doanh nghiệp sẽ chủ động việc sấy khô để đảm bảo chất lượng gạo thương phẩm. Tư vấn cho bà con cái cách thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch nó như thế nào. Và cách chế biến sản phẩm sau thu hoạch. Khi hợp tác xã đã lên thì đã khuyến nông cho bà con đó là được mẻ gặt mẻ nào thì bà con nên phơi luôn thì đảm bảo được cái chất lượng thóc nó sẽ thơm, nó đậm cơm hơn rất là nhiều. Mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm gạo sánh củ an toàn tại xã Nấm Lư, huyện Mường Khương đã đảm bảo được 3 mục tiêu chính. Đó là làm thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo sánh củ an toàn. Vấn đề được đặc biệt quan tâm là cần phải thay đổi thói quen trong việc thu hoạch, bảo quản lúa của nông dân. Trên thực tế, nông dân đang gặt lúa phơi ngay tại ruộng, sau đó vài ngày mới tuốt. Nếu gặp trời mưa, lúa rất dễ bị hỏng, hoặc khi phơi lúa không đủ độ ẩm an toàn thì hạt thóc sẽ bị giảm phẩm cấp, dẫn đến chất lượng gạo thương phẩm đạt thấp. Hoàn thiện cái mối liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp cũng chưa đầy đủ. Đặc biệt là người dân thì người ta cũng chưa tính được cái lợi cái hại trong cái việc là ví dụ người ta bán luôn thóc tươi ngay trên đồng ruộng cho doanh nghiệp thì người ta sợ là thiệt, nhưng thực ra đấy là lợi nhất vì doanh nghiệp sẽ thu mua trực tiếp và sẽ đem về đưa vào công nghệ sơ chế chế biến, sau này sẽ ra sản phẩm chất lượng cao. Còn người dân thu hoạch và đưa về để phơi, cái tổn thất sau thu hoạch rất là lớn và phẩm cấp gạo cũng đi xuống. Chính quyền địa phương sẽ tăng cường cái giáo dục, tuyên truyền cho người dân, phân tích cho người dân, người trực tiếp sản xuất, người ta biết được cái lợi, cái hại. Và sau đó người ta sẽ tin tưởng và
và cố gắng là đến vụ sau thì doanh nghiệp sẽ mua trực tiếp lúa tươi trên đồng ruộng. Sản phẩm gạo sánh cù của xã Nấm Lư, huyện Mường Khương đã được cấp mã truy xuất nguồn gốc điện tử để dán tem truy xuất lên bao bì sản phẩm. Thông qua việc sử dụng tem truy xuất nguồn gốc điện tử, cơ quan quản lý có thể tiếp nhận kịp thời nhiều ý kiến phản hồi của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm để kiểm tra, giám sát và xử lý trong trường hợp vi phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.